Quốc Bảo, Hai. Thủy Tân, Kiệt Anh, Khánh Duy, Hai. Trí Thịnh, Hai. Gia Huy, Hai. Nam Anh, Minh Quân, Minh Quân option hả? Tâm Phong, Hai. Hoàng Duy, Hai. Tấn Thành, có Lê Minh Đức, Hai. Rồi cô xác nhận lại, hôm nay mình vắng hai bạn, đó là bạn Tấn Thành với lại bạn gì đây? Minh Quân, Tấn Thành với bạn Minh Quân, hai bạn ha. Rồi bây giờ nghe nha, bây giờ cô mở băng nghe cho luyện nghe các bạn nè. Bữa mình học hỏi giá, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi đất nước, hỏi xuất xứ, hỏi sinh nhật, nói như mình biết rất là nhiều rồi ha. Rồi, hỏi bạn là ai, hỏi công việc rồi gì hết rồi, sở thích rồi rồi, bây giờ nghe nha. Cô gọi ngẫu nhiên random nha, bạn nào nghe được. Đức Trung nghe thử nha, Tống Đức Trung. Dạ. すみません. 豚肉は英語で何ですか? ポークです. あ、そうですか. ありがとうございます. Rồi, hồi bữa mình học về chữ đế, mình dùng khi nào mình dùng chữ đế Đức Trung nhớ không? Nhớ không? Bạn nào nhớ khi nào mình dùng chữ đế các bạn? Chữ đế mình dùng khi nào? Bằng ha. Chữ đế là mình dùng bằng, ví dụ bằng bằng tiếng Việt Nam là gì vậy? Bằng tiếng Nhật là gì vậy ha? Bề tôi nam ưu gồ đế nan desu ka? Cái này bằng tiếng Việt là gì vậy? Kore wa bề tôi nam ưu gồ đế nan desu ka ha? Mình thêm ở sau đằng ngôn ngữ mình dịch là bằng. Còn mình sau mình thêm sau bằng phương tiện xe đạp, xe máy thì rồi vậy là dịch là cũng bằng luôn. Tôi đi bằng xe đạp, tôi đi bằng đi bộ. Nghe lại nha, Đức Trung nghe câu này nha. Butaniku. Nghe chữ gì ông Trung? Lỡ con trả lời cô đúng lúc cô mà không hiểu. Butaniku. Rồi. Chữ gì đó? Không biết nghe quên rồi con đồ tay nha. Nghe nè, nghe một chữ đó thôi, nghe chữ gì? Butaniku. Rồi. Được không Trung? Thì không cô. Không luôn. Thịt heo là gì? Bữa cô chỉ thịt heo là gì nhớ không? Ni cừ. Ni cừ là thịt. Các bạn bữa ghi thịt heo, thịt gà, thịt bò vô chưa? Ghi vô. Em mà chưa ghi cô gõ, gõ trong một chat nha. Các em ghi vô. Em nào quên thì ghi vô. Cô gõ lại một lần nữa nè. Buta ni cừ là thịt heo. Buta ni cừ. Ni cừ không là thịt, thịt nói chung ha. Buta ni cừ là thịt heo. Gyu ni cừ là thịt bò. Thịt bò ha. Rồi, thịt gà là toriniku. Rồi, thấy cô bản mục chat chưa? Thấy cô bỏ mục chat hết chưa các em? Dạ rồi. À, cô đọc lại butaniku là thịt heo nha. Gyuniku thịt bò, toriniku là thịt gà. Sakana là cá ha. Bữa mình làm sửa từ vựng rồi, lớp mình sửa từ vựng rồi đúng không? Sakana là cá ha. À, nghe lại nha Trung. Butaniku. Nghe ra chưa Trung? Dạ rồi Trung. Gì? Thịt heo. Đúng rồi, nghe nó hỏi gì đây? Sumimasen, butaniku wa eigo de nan desu ka? Rồi, nó hỏi gì? Dạ. Em qua là tiếng Anh là gì em?
Tiếng Anh là gì? À, I à. The hell trong tiếng Anh là gì hả cô? À, đồng mi. Rồi tiếng Anh mình học là gì? Ega. Rồi được chưa Trung? Dạ, yeah, dạ yeah. Lặp lại coi, tiếng Anh là gì? Ega. Rồi tiếng Nhật là gì? Nihongo. Đúng rồi, chính xác. Tiếng Việt là gì? Betonanugo. Đúng rồi, ok, good. Rồi nghe lại câu đây nha. Butaniku? Sumimasen. Butaniku wa ego de nan desu ka? Rồi, anh hỏi gì Trung? Hình như là tiếng thịt heo trong tiếng Anh là gì vậy? Ừ, đúng rồi, chính xác ha. Thịt heo bằng tiếng Anh là gì vậy? Nó trả lời nè. Pork desu. Pork desu. Được chưa? Dạ. À, so desu ka. Arigato gozaimasu. À, game nói à, so desu ka. Arigato gozaimasu. Nghe lại nha các bạn. Các em chú ý nha. Không thôi để thi liệm điệt, liệm nghe ở đây. Cô nghe, cô dịch để cho các bạn hết rồi. Butaniku? Sumimasen. Butaniku wa ego de nan desu ka? Pork desu. À, そうですか. ありがとうございます. Rồi được ha. Rồi bây giờ Trong Nguyên nghe câu này nha. これはどこのビールですか? それはアメリカのビールです. そうですか. Trong Nguyên nghe câu này nghe được không? Cái này là bê ở đâu? Cái này bê đến bê xuất xứ ở đâu? Xuất xứ từ Mỹ. Xuất sắc. Bạn Đông Nguyên nghe khá ha. Nghe có một lần nghe được ha. Nghe lại các bạn. どこのビールですか? これはアメリカのビールです。そうですか? Đúng như bạn My nói luôn ha. Mình anh hỏi bia này ở đâu thì nó ở đó là bia của Mỹ ha. これはどこのビールですか? これはアメリカのビールです。そうですか? Ha. À, nghe một câu nữa. Duy Khang. じゃあ、私、とんかつ。私もとんかつ。私、カレー。注文をお願いします。はい、どうぞ。ゆうけん、どうい。じゃあ、ゆうけん、やってる顔ね。とんかつ、ゆうけん。これ、意味は何?とんかつ。とんかつ、いいよ。Tôn cạch tư là thịt heo chiên bột quá. Yeah. Cô có bỏ một trò chuyện kìa. À, em ghi vô, em đã quên rồi, ghi vô lại lần cho nhớ. Tôn cạch tư bữa cho ghi hết rồi. Tôn cạch tư là thịt heo chiên bột. Rồi, nghe lại nha, gì? Dạ, bà ta sẽ tôn cạch tư. Nói gì? À, tôi... Dạ, bà ta sẽ qua tôn cạch tư. Tức là nó order cái món tôn cạch tư á. À. Rồi, con này nói gì? Tôi cũng là tôn cạch tư luôn. Chữ mô là cũng đó. Em ha, nhớ nha. Rồi, người đàn ông order gì? Cà rê là cái gì biết không? Bữa mình học từ cà rê là cà ri á. Cà rê rice là cơm cà ri, còn cà rê không là cà ri ha. À, nghe lại. Dạ, watashi tonkatsu. Watashi mo tonkatsu. Watashi cà rê. Chú mô o negai shimasu. Hai, dozo. Tonkatsu o 2つと, cà rê o 1つと, biru o 3つください. Hai, tôn cắt số 2 tô, cà rê số 1 tô. Rồi, bữa các em về thuộc cái số đếm chưa? Số đếm ha, đếm đồ vật, trái táo, trứng rồi các em thuộc hết chưa? Trí Thịnh, thuộc chưa Trí Thịnh? Tôi mới hả cô? Hả? Cô mới hỏi. Cô mới hỏi gì hả? Bữa em thuộc mấy cái số đếm cô cho chép chưa? Hito trừ, futa trừ, mịt trừ là thuộc chưa? Chưa thuộc lòng. Chưa thuộc lắm hả? Thuộc cái mấy số mấy rồi? Thuộc số mấy rồi?
Hả? Số 4, số 5. Số 4, số 5, số 4 là cái gì? Yotsu. Yotsu. Số 1 là gì? Nhớ không? Hitotsu. Ừ, Hitotsu. Số 2 là cái gì? Futatsu. Ừ, số 3 là? Quên. Về thuộc cái này vô nha em. Thi nó có cái phần này á, ha. Yeah. Ừ. Rồi, Minh Quân. Trần Trịnh Minh Quân. Ừ, Quân thuộc không? Dạ, chưa thuộc cô. Thuộc không? Dạ, không cô. Không thuộc lắm hả? Dạ, không thuộc. À, rồi, về học này vô nha em. Ừ. Gia Huy. Dạ vâng. Ừ, ví dụ nói cô order hai cái trứng này, chị xin lấy cho tôi hai cái trứng đó làm sao? Lấy giúp tôi. Ừ, xin lấy cho tôi hai cái trứng. Nếu đi siêu thị em gặp nhân viên anh mới lấy cho tôi hai cái trứng em nói làm sao? Em chưa nhớ. Nhớ luôn. Rồi, Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Bảo. Futatsu tamago okudasai. Ngược rồi. Mình nói cái trứng trước, tamago. Tamago futatsu okudasai. Bữa nay cũng sửa từ vựng rồi ha, có cái phần là tamago ố, đúng rồi, futatsu. Cứ đã học vô các bạn thi tới nơi rồi ha, thứ 6 mình làm tuần này mình làm quy, thứ 4 mình làm quy rồi ha. Tamago o futatsu kudasai, xin lấy cho tôi hai quả trứng. Được không? Dạ. Ừ. Em này quên ghi vô nha, nhớ nha. Các em nghe lại nha. Dạ. 私とんかつ。私もとんかつ。私カレー。注文をお願いします。注文をお願いします。つまり、叫とえオーダー。あ、で、もう、わん、け、注文をお願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。すみません。はい。とんかつを二つと。はい、とんかつ、mấy phần、các bạn。Nghe nó order mấy phần tôn cách. Hai phần đúng rồi, chính xác ha. Tôn cách chữ ố phu ta chữ tố. Tố là bà nè. Cà đê ố phu ta chữ. Rồi, cà đê. Cà đê mấy phần? Một. Đúng rồi, chính xác một phần ha. Cà đê ố hito chữ. Còn gì nữa nè. Rồi, nó order tiếp nghĩa là gì? Đi lừa là gì các bạn? Bia. Ừ đúng rồi, bia. Bia nó order mấy cái bia? Ba. Đúng rồi, giỏi, xuất sắc. Ba cái bia. À, nghe lại các bạn. Tatsu to kare o hitotsu to biru o mitsu kudasai. Hai. Tonkatsu o futatsu to kare o hitotsu to biru o mitsu desu ne. Ha, cái thằng đó nó lặp lại, thằng làm service, làm phục vụ, nó cặp cứ nên lại, nó xác nhận lại. Bia là ba cái, một cà rê, một tuần cà chư, phải không ha? Rồi nghe lại từ đầu nha các bạn. Dạ, watashi tonkatsu. Watashi mo tonkatsu. Watashi kare. Chumon o negai shimasu. Hai, dozo. Tonkatsu o futatsu to kare o hitotsu to biru o mitsu kudasai. Hai. Tonkatsu o futatsu to kare o hitotsu to biru o mitsu desu ne. Hai. かしこまりました。少々お待ちください。OK。少々お待ちください。nghĩa là xin đợi chút ha。少々お待ちください là xin đợi chút ha。nhớ hả các bạn。お待ちください。xin đợi chút。少々お待ちください。à các bạn nghe lại một lần nữa ha。じゃあ、私とんかつ。私もとんかつ。私カレー。注文をお願いします。
はい、どうぞ。とんかつを2つと、カレーを1つと、ビールを3つください。はい、とんかつを2つと、カレーを1つと、ビールを3つですね。はい。かしこまりました。少々お待ちください。Được chưa các em? Rồi, nghe như vậy thôi. Bây giờ lấy, bữa mình là sửa từ vựng xong rồi đúng không? Bây giờ các em lấy ngữ pháp cho cô. Sửa ngữ pháp ha các bạn. Trong quá trình bạn nào mà còn yếu, không rõ chỗ nào, cứ theo dõi cái quyển ngữ pháp đó cho cô. Ha, cô sẽ thi được trong đó không thôi, trong đâu. Làm sẵn cho... ở nhà chưa? Sao em? Cô cho ghi lại cái bằng cái gì được không? Bằng cái gì á hả? Cái... À, trên một là chuyện á. Trên một là chuyện á em ghi vô. À, N cộng chữ đế nghĩa là bằng hả? Bữa chưa ghi cái này hả? Đó. Ví dụ ha, bằng tiếng Việt Bê Tô Na Mư Gồ Đế Nan Đếc. Đó. Một là chuyện á. Thấy không Sơn? Dạ đúng. À, đấy. Thì em có thể copy lại N đế bằng cái gì đó. Bê Tô Na Mư Gồ Đế Nan Đếc ha. Bằng tiếng Việt là như vậy ha. Được không các em? Rồi lấy ngữ pháp ra. Các em làm sẵn ngữ pháp chưa? Làm rồi thì cô sửa luôn. Còn chưa làm cô để cho khoảng tầm 10 phút, 15 phút. Bạn nào mà điểm số còn thấp á, nhớ tranh thủ lấy điểm ha. Mình tuần này thứ 7 rồi. Tuần thứ 7 rồi, 3 tuần nữa kết thúc rồi. Mình 16, 18 nè. Làm chưa các em, cô sửa luôn ha, để 10 phút, 15 phút. Em 10 phút đi cô. 10 phút ha, rồi ok. Làm đi các bạn.
Rồi, sửa bài nha, để thời gian khá lâu. Ha. Các ai xung phong không? Ngữ pháp, sửa. À, Tâm Phong. Tâm Phong làm cho cô 4 câu đầu tiên với Tâm Phong. Giờ cô phải là câu câu ở grammar 2. Cái hỏi ti, chữ ti được không? Chữ ti trang trang 7 đó em, nó gọi là số 2 ta chà bá lửa luôn á. Dạ cô trang em số 7. Xíu nhà em. Ừ. Không sao hết đó em. Mà học online mình đang ở nhà mà, nhà lúc có tiệc, có tùng, có cái này có nọ ồn. Ha, hiểu nhau là dễ sống thôi. Nhiều thầy cô, nhiều bạn bè không biết chứ chắc. Học online phải chịu giờ sao? Rồi à, câu đầu tiên là chọn câu đầu tiên là chọn câu đề, chọn đề câu đề hả, trang 7 á, trang bài ngữ pháp á em, grammar. Dạ ta đúng xin. Rồi trang 7. À em chọn chữ gì? Đề. Chữ đề vì sao chữ đề biết không? Dạ là tại vì xuất xuất à không phải. À, tại vì à, nói bằng tiếng Nhật. À đúng rồi, chính xác, không phải nói bằng tiếng Nhật. Nihongo de bằng tiếng Nhật, ti bằng tiếng Nhật là gì vậy? Dạ. À, cô mới giảng xong. Ok đúng rồi nha, câu số 2 chọn gì? Dạ, câu số 2 là à, thưa cô là câu số 2 chọn no. À đúng rồi, nhưng mà biết vì sao không? Chọn đúng rồi đó. Dạ tại vì nó hỏi à, em quên cái nghĩa của từ kure. Kure 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 là phải nhớ à, đúng rồi, cái này là ừ, cái này là gì? Tù. America là gì? Dạ là Mỹ à, bia Mỹ. Của Mỹ đúng rồi, chính xác là câu 3 coi. Keki keki o Kikyo Hutatsu à, không chọn. Cái thứ hai là không chọn. Ok giỏi, đúng rồi đó. Là số 4. Dạ số 4 Hong wa doko desu ka? À, soko desu. Chọn gì? Soko desu, đúng không? Yeah. Đúng luôn. Thôi làm thử câu 5 thử được không? Đúng hết rồi đó. Giỏi, hiểu bài rồi đó. Câu 5 thử. Dạ, yeah, câu 5 thì Kono Sono. À, Sono biết sao không chọn mấy cái sô rê, sô cô mà chọn Sono không? Dạ, yeah, tại sao nó là danh từ. Ok, good. Rồi, à, câu B chọn gì? Câu B là Kore. Đúng rồi, ok, good. Tâm Phong, cô cộng cho em điểm này. À, rồi, ok. Cộng một điểm, ok rồi Phong. Rồi, bạn khác. Cô show số điểm cho các bạn coi luôn ha. Cộng luôn ha. Bạn nào thấy mình điểm ít thì cố gắng ha. Câu 2, có ai xung phong không? Còn 5 câu nữa đi. À, Lê Minh Đức. Lê Minh Đức. Dạ. Ừ. Dạ là em đi. Bắt đầu luôn hả cô? Dạ. À, là bắt đầu luôn. Dạ, câu... Bắt đầu từ câu số 6 á, tại câu 1, câu 5 bạn Phong làm rồi. Dạ, à, câu số 6 là Kono. Kono, ừ, đúng rồi. À, thì B sẽ trả lời lại là theo như hình thì em sẽ chọn là sore ạ. Ừ đúng rồi, chính xác. A sẽ trả lời là sore. Sore, ừ đúng rồi, sore ố cứ được sai. Kore chứ, có đó là kore ạ. À, kore. Kore, ừ kore ha, chứ không phải sore ha. Dạ. Ừ. Rồi đúng hết rồi, ra câu 7.
câu 7 cả hai cái thì em coi trong hình thì sẽ chọn là Korea. Ừ đúng rồi em, là câu 8. Doko. Doko, Doko. Tại sao không chọn Nan hoặc Dare mà chọn Doko? Dạ, B nó trả lời là Italia. Ok, là good. Ok luôn, ok. Còn một điểm luôn. Dạ. Rồi, thấy chưa? Rồi, lưu file lại. Ok Đức, rồi được rồi, vậy được rồi. Còn dạ, 4 câu 9, 10, 11, 12 bạn khác coi. Bạn khác coi. Có ai nữa không? Nè, cô để dành cho nè, cắt ngang dành cho, không có bạn nào làm à. Nào được coi số điểm coi. Bùi Tấn Thành là vắng hả? Nguyễn Minh Quân. Minh Quân hoặc là Việt Anh làm đi, Việt Anh nè. Hoặc là Trần Duy Khang. Việt Anh, Trần Duy Khang. Nguyễn Minh Quân, em biết em không nói được. Biết em không nói được thì gõ được không Quân? Gõ được không? Dạ được, à ok. Rồi câu 9 em chọn nào nè? Em chọn từ gì em gõ cho cô luôn. Được không? Ừ gõ đi Quân. Câu 9 em chọn từ gì? Quân làm chưa? Quân. Rồi, không nói được luôn. Không gõ luôn. Coi, gọi bạn khác ạ. Dương Xuân Quang. Quang ơi. Bài này em quên làm à. Rồi. Quang ơi. Dạ, em đang làm bài đếm từng. Đếm từ hả? Dạ, đếm từng con. À, cái bài mà từng á con. Còn gì đâu, đâu có bài nào được. Dạ, bài tiếp theo. Dạ. Bài tiếp theo là bài nào? Bài tiếp theo là bài thịt bò. À, cái bài mà hỏi từng từng lầu cái kiểu á con. À, bài qua trang 8 á không? Dạ, đúng rồi. Rồi, tí cô kêu lại trang 8 em làm nha. Rồi cái phần này nè, ai làm nè? Xuân Quang không có làm. Duy Khang làm được không Duy Khang? Duy Khang. Không luôn. Không luôn. Duy Khang điểm em nè, nó còn số trống trơn nè Khang. Ha, lắp vô nha. Ừ, Quang Khải. Bạn giơ tay lên được không? Không. À vậy hãy đăng làm đi đăng. Dạ con 10, 11, 12 con làm được. Nhưng mà câu 9 con không có nhìn ra cái kanji lúc đầu. Rồi cô đọc cô hỗ trợ ha. Chữ đầu tiên chữ kanji là nan. Chữ thứ hai là chữ dare. Câu dưới đó cô. Câu 9 mà B trả lời á. Câu trả lời là sakana. Sakana là con gì? Sakana là cá. Già sai là rau. Được chưa Đăng? Đăng đâu rồi ta? Mẹ nó rớt mạng. Dạ dạ được cô. À, rồi làm cô thử coi. Vậy là câu 9 là chọn nano. Đúng rồi, chính xác, nano súp bự. Nó hỏi đây là súp gì vậy? Nó mới trả lời là súp rau với cá ha. Câu 10 là chọn doko. Ok, good. Câu 11 là nano. Ừ, đúng rồi. Nano. Chính xác. Câu 12 là nan. Nan, câu 12 là nan. Đúng rồi. Good. Đăng có cộng điểm đăng nè. Mình đăng hình như mình đăng cộng điểm nhiều lắm luôn á, đúng không?
Hải Đăng. Hải Đăng, Nguyễn Vũ Hải Đăng. Cộng điểm nữa là đó. Rồi, S. Good. Rồi, qua Trang. Qua Trang, bạn Quang làm cho cô ha. Nãy Quang làm, phải không? Kusuga wa nankai desu ka? Nikai desu. Okay. Restaurant wa nankai desu ka? Rokkai desu. Cái cà phê shop em quên rồi. Em nói quán nước. Quán nước là kít gì? Kít sa tên. Dạ từ quán. Kít sa tên là quán nước. Cô ba. Kisaten wa nan desu ka? Nan desu ka? Nan kai desu ka? Đúng rồi. Go kai desu. Mấy lầu mấy? Lầu 5, go kai desu. Go kai đẹp giỏi. Xuân Quang đúng không? Dạ. Rồi, Quang đã được lắp nè. Ha. Good. Cô ép. Dễ gì đâu. Rồi, cái số 2 này dễ nè. Dễ ẹt luôn. Minh Quang. Minh Quân, Nguyễn Minh Quân. Minh Quân làm đi, Minh Quân. Cô Cô 1, Cô Cô 2, Sô Cô A3, Sô Cô 4, 5. Ok, Mẫn Quân, ok Quân. Ước cộng do Quân điểm nha. Nhờ Quân hiểu hết không Quân? Dạ hiểu à. Ok Quân, hiểu là được. Chủ yếu các em hiểu mai mốt đi thi final á. Điểm này bao la cộng quân điểm nè. Rất. Rồi, qua Trang các em, qua Trang bài 3. Bài 3, bài 4. Bài 3 ai làm? Có thấy các bạn giơ tay này. Trần Lê Phi Long, mời Trần Lê Phi Long. Bài 3 là A hỏi là Rechi wa doko desu ka? B trả lời là Rechi wa koko desu. Thứ hai là Panja wa doko desu ka? B trả lời là Panja wa soko desu. Câu ba là Elevator wa doko desu ka? B trả lời là Elevator wa soko desu. Thứ tư là Mizu wa doko desu ka? Trả lời là Mizu wa asoko desu. Good. Good. Trần Lê Phi Long. Long Long đâu rồi Long ơi, trời ơi Long điểm nhiều quá nè, đó cộng luôn ha, lưu lại. Rồi qua số 4. Số 4 nói về giá tiền, em nào làm được? Không ai giơ tay hết hả? Số đây số giá tiền khó quá hả? Việc anh làm được không? Việc anh cả người một cái con cả. Nguyễn Minh Quân. Rồi, Minh Quân làm đi em. Đâu được coi, nó gõ đúng không? Nhanh vậy, gõ nào nhanh vậy? Ichiman. Ichiman, ichisen. Ichiman, ichisen. Ha. Nana hiaku, chẳng phải ana hiaku endes. Hai ha, gõ lại số đếm ha, hiểu bài rồi đó, nhưng mà số đếm gõ sai. Cái đó là ichiman, ichisen, nana hiaku. Em gõ Anna là chưa đúng nè. Konoku chua ikura desu ka? Rokusen go hiaku. Go hiaku. Em gõ chữ hiaku cũng sai. Chữ hiaku nó không có chữ chữ nhỏ. Endes. Nhưng mà hiểu ha. Nhìn cái vẽ là hiểu đó.
Asoko, Asoko Tisatsu, Asoko Tisatsu à? Câu số 3, không phải Asoko Tisatsu, Ano Tisatsu, cái áo kia ha. Ano, không phải Asoko nha. Asoko là chủ nói về địa điểm thôi nha, Quân. Asoko wa Tisatsu ikura desu ka? Ichisen, Ichisen, đọc là Ichisen chứ không phải học là Ichisen ha. Ichisen ha. Ichisen là 1000 ha. Xin xăm hiện xăm bia cử ha. Rồi số 4. Ba số còn cổ nô ba số còn quay ra được cả. Nói chung mà em nay em nãy em quên làm trang 7 mà làm mấy cái này sao. Bạn Quân là hiểu bài đó, nhưng mà điều đó là bạn đánh đó, bạn đọc chưa chứng chuẩn xác giá hiểu rồi đó ha. Anyway còn Quân 0.5 điểm nha Quân. Chịu không? Không chịu khỏi cộng. Được rồi. Hỏi em trả lời. Dạ. Nguyễn Minh Quân nè, đúng không? 0.5 ha. Rồi. Cô sửa lại cái đó, cô đọc cho các bạn nghe ha. Số tiền 11.700 đọc là gì các bạn? Ichiman Ichisen nana hiyaku ha. Còn số 2 nó hỏi cái giày này giá bao nhiêu? Konokutsu wa ikura desu ka? Nó trả lời Rokusen go hiyaku en desu ha. Câu thứ 3 nó trả lời ano tisatsu, cái áo đằng áo kia là bao nhiêu ha? Ikura desu ka? Isen sambiaku ha. Sambiaku nó là bắt quy tắc. Rồi số 4 ha, ha. Nó hỏi cái gì các bạn? Cái máy tính đó giá bao nhiêu đúng không? Sono pasokon. Kono ha. Cái thằng chỉ là hỏi ha, Kono, Sono, mình học, nó ở đằng đó, không Sono, nó Sono ba số còn, cái máy tính đó giá bao nhiêu? Kêu mình trả là máy tính này, Kono ba số còn, quá, ni mang yon sen hap bia ku en des. Được chưa? Tiếp nha. Các bạn qua trang. Lưu Hờ Hồng Đông My. Rồi, cô xin mời Đông My. Biru o futatsu kudasai. Đúng rồi. Hito tsu o hito tsu to kohi o futatsu kudasai. Đúng rồi ha, rút sự ố hito chữ tố kohi o futatsu kudasai ha. Mình dùng hai món mình chữ tố và ha. Rồi tiếp. Keki o mi chữ tố kohi o cái này là cái trên cùng là thịt hay là tôn cạch chưa? Tôn cạch từ ố phụ ta từ tô bằng ố hito từ tô rice ố hito từ kudasan. Ok, good Đông My ha. Hiểu bài và làm được á. Đông My, cô cộng cho Đông My điểm nha. Đông My đâu rồi? Đông My đây. À, đang tiếng gì? Rồi, ok, good ha. Low file. Rồi. Rồi tới cái dưới ha. Mình tìm cái ano hay sono gì á, sau đó là phải một danh từ, đúng không? Cô ơi, cái ly nước đó đọc là sao vậy hả? À, cái ly nước hình số mấy phong số 1 và số 2? Số 1 là bi lừ. Hình ai là rút sừ ha, nước trái cây ha, rút sừ nước ép trái cây.
Rồi, được chưa Phong? Rồi, qua hình số 1 này các bạn. Ha. Kono là cái này, sono là cái đó, ano là cái kia, nhưng mà sau nó phải có một danh từ. Vậy thôi chứ không gì hết. Cũng dễ thôi. Ai làm hình này được nè? Số 1. Này làm có mấy câu? 9 câu hả? 1 2 3 Ai làm nửa thôi, hai bạn. Cái này làm hai bạn. Làm nửa thôi. Anh Xuân Phong không? Có ví dụ kìa các bạn, nó kêu t-shirt từ quá ikura desu ka, ha, cái áo giá bao nhiêu vậy? Ha. Con kia trả lời à, cái áo đó là giá 1500 yên. Sono t-shirt từ quá số 1 ha. J số 1. Ha. Cô ano, ano số 1 ví dụ là ano là áo kia. Số 1 mà cô làm cô điền rồi đó. Ha. Nó trả lời gì, nó hỏi áo kia giá bao nhiêu, mình trả lời cũng vậy luôn, mình nói áo kia giá bao nhiêu đấy, mình nói ano t-shirt từ quá xen go here cứ em des. Ha. Rồi số 2. Số 2. Cô hướng dẫn cho làm này, ai làm được nè? Chưa làm hả? Cô sửa luôn nha. Số 2 nó ghi gì? Nano kale desu ka, là cà ri gì đó. Để mình điền gì các bạn? Đồ ăn đó là cà ri gì vậy ha? Hoặc là mình nói cà ri đó là cà ri gì vậy? Nó mới trả lời là cà ri này là cà ri thịt bò kìa. Ha. Sono kale wa nano kale desu ka, được sono được chưa? Số 3 nó còn nó trả lời là gì? Cà ri này là kono kale wa gyuryu no kale desu. Tương tự như vậy, có câu 1, câu 2 cô làm rồi. Rồi câu 4, câu 5 coi. Gọi nha. Khải làm được không Khải? Khải ơi. Không thấy. Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh làm được không? Không làm được luôn. Phú Sơn. Dạ được. Ờ rồi làm cô coi. Dạ cô muốn làm là số 4 là Kono ka bằng quá ikura desu ka. Đúng rồi, Kono nó cầm trên tay nó hỏi là cái cặp này giá bao nhiêu vậy. Rồi số 5 nó trả lời sao? Số 5 là Sono ka bằng quá hatsin in this. Đúng rồi. Số 6. Số 6 là Kono mo hatsin in this. Kono mo à, Kono ka bằng mo. Kono ka bằng mo. Cái cặp này cũng là Hassan Endes ha. Ok Sơn. Và câu 7 luôn được không Sơn? Dạ được. Câu câu ok bắt đầu câu start. Cái là Coco des. Đúng rồi, Coco des. Rồi số 8 luôn coi. Số 8 là sore o kudasai. Lấy cho tôi cái đó ha. Rồi ok, good, câu 9 luôn. Cái chỗ, cái từ kanji này em đọc Kitu Enzo. Kitu Enzo là nơi hút thuốc á. Nó hỏi Kitu Enzo doko desu ka, nơi hút thuốc là ở đâu vậy? Asoko desu. Asoko desu, đúng rồi, ok, good, sure. Sơn hình như điểm BA 10 rồi nè, upload grad nè. Midterm mà không cộng được ha, cô cho điểm BA 10 luôn nè. 0.4 điểm cộng mùa mơ luôn nè cô Sơn. Dạ.
Okay. Rồi. Qua trang các bạn, qua trang lớp làm tới chưa? Qua trang mình điền mấy cái nghi vấn từ á, y từ là khi nào, đo rề là ai, đô cồ ở đâu á các bạn. Ha. Cô cho các bạn 5 phút làm cái này nha. 5 phút. Bây giờ 8 giờ 15 rồi, 8 giờ 20 cô sửa bài này. Cái này phải làm bạn. Cái này là thi lúc nào cũng có cái này với dạng này hết rất là nhiều.
Rồi làm nha. Ai làm được không? À, Tâm Phong. Thưa cô, câu 1 là Rezu wa doko desu ka? Đúng rồi. Sumimasen sa, câu 2 là Sumimasen saihu wa nankai desu ka? Giỏi. Câu 3 là Kore wa ikura desu ka? Sokusaku. Câu 4 là Kore wa nano jutsu desu ka? Ok. Câu 5 là Are you the France là nước Pháp á? À dạ. Kore wa na doko. Doko. Doko no desu ka? Doko re wa doko no one desu ka? Rượu vang xuất xứ ở đâu ha? Doko no one desu ka? Số 6. Số 6 là kore wa kore wa thì hỏi ai là hỏi sao? Đúng rồi. Cái này là của ai vậy? Cái này là máy ảnh của ai vậy? Nó trả lời cái đó là máy ảnh của tôi á. Dạ, em quên cái hỏi ai. Ai là dare? Kore wa dare no camera desu ka? Sokusaku. Rồi số 7. Số 7 là cô ơi, em nhìn không được cái từ kháng tự phải không? Dạ. Kháng tự đó trở lại oyakodon desu. Oyakodon là một món ăn của Nhật ha. Are wa là cái gì hỏi vậy? Món ăn hay là hỏi nan thôi? Kia là nan thôi, là cái gì vậy? Are wa nan desu ka? Nan desu ka, nó trả lời là oyakodon. Nó hỏi oyakodon. Oyakodon là cái gì mà nó trả lời là món ăn trứng và thịt heo, thịt gà. Oyakodon wa nan desu ka? Nano desu ka? Nano tabemono desu ka? Dạ, phải. Oyakodo là món ăn gì vậy đúng không? Là nano tabemono desu ka? Dạ. Ở dưới là tamago wa ego de. Tamago wa ego de. Ego đế gì nữa? Nan desu ka? Nó trả lời trứng. Rồi ok, Tâm Phong của cộng em điểm nữa nè. Bài này khá dài nhưng mà hoàn thành được hết. Tâm Phong ở đâu rồi? Đây. Cộng điểm nữa nè. Ok ha. Rồi. Lưu file. Rồi. Còn cái dưới mình điền mấy cái trợ từ quá ní ố rồi đó. Câu 3 đó. Các ai làm được không? Lớp nha, Xuân Phong làm lấy điểm không? Không có, cô sửa luôn nha. Các bạn ha, số 1 điền gì? Hoàng Việt rồi, Hoàng Việt xuất hiện. Làm đi Hoàng Việt. Dạ, em xui. Watashi ở gì từ từ? Câu 1 đúng không? Này là Lesu Toran. Restaurant ở nhà doko desu ka? Restaurant quá doko desu ka? Quá doko desu ka, đúng rồi ha. Rồi tiếp số 2. Irasaimasen. Go chiumon o dozo. Là sao? Rồi ano kore gì? Điểm gì? Ano kore wa. Quá nan gì? Nano. Đúng, nano kare. Nano kare. Desu ka. Tên in trả lời ebi là con tôm. Ebi. Tố. Ebi. Ebi, 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 ebi
Ừ, ebi tố, gia sai, rau và tôm. Chỗ đó điền chữ gì? Tố. Đúng rồi, tố. Điền chữ gì? Điền chữ ebi, gia sai, no. No, đúng rồi. No, cà lê, đẹp, cà ri, rau và tôm ha. Rồi, ok, yeah. Tiếp. Cái dưới. Ebi. Ebi quá. Ego, đúng không? Ego. Ego quá, nan desu ka? Ego đế. Bằng tiếng Anh là gì? Đế. Ego đế. À, đúng rồi. Ego đế, nan desu ka? Sorry. Ừ, chính xác. Rồi, tiếp. Ở dưới. So desu ka. So desu ka. Dạ. Kono kare no kono kare futsu kono kare chỗ đơn ở điện gì quá ố kono kare ố đặt đúng đặt lấy cho tôi hai cái gì đó ha futsu futatsu futatsu rồi với hiện tượng gì với là tố. Tố. Cô trà. Tiếp điện gì nữa? Cô. Cái từ kanji là gì con đọc được? Cô trà. Cô trà là trà. Cô trà. Cô trà ố. Futatsu. Rồi. Futatsu có điện gì không? Rồi. Cứ kudasai. Không, hết okay. Rồi. Kudasai không hết rồi. Hết rồi. Good. Ha. Ổn ha, rồi vậy ổn thôi, gì đâu. Yeah. Còn việc đúng không? Coi thử cộng điểm 10 điểm mất tiêu cộng gì nữa. Cộng progress nha, 8.7 của cộng 0.3 lên là 9 nha. Mà giữa kỳ không có cộng nha các bạn. Rồi. Ok nha Việt. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ nghỉ Owari Masho, thứ 6 giờ làm quy nha. Thứ 6 giờ còn phần cô vô cô hộn hệ thống củng cố là một chút kanji nữa rồi các em làm quy. Nhớ chuẩn bị tinh thần thứ 6 làm quy. Rồi, owarimasho. Dạ, cô ơi cho em hỏi cái. Dạ, lô cô ơi.